cập nhật quân sự mở ngày 17 tháng 4. Hằng Long xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị buổi trưa vui vẻ. Quân sự mở xin gửi tới quý vị những cập nhật mới nhất liên quan đến cuộc chiến Ukraine ngay sau đây. Ukraine phá hủy hệ thống radar quan trọng trị giá 100 triệu đô la Mỹ của Nga. Truyền thông Ukraine ngày 16 tháng 4 đưa tin, Cơ quan An ninh Ukraine SBU đã nhắm mục tiêu vào hệ thống radar tầm xa Nebou hiện đại hóa của Nga ở khu vực Brian, giáp biên giới phía đông bắc Ukraine. Theo truyền thông nước này, lực lượng của Kyiv đã sử dụng 7 UAV Kamikaze để tấn công hệ thống radar của Nga. Một nguồn tin của SBU nói với báo Kyiv Independent rằng hệ thống này đã không còn hoạt động được nữa. Truyền thông Ukraine cho biết, hệ thống này có giá ước tính khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Một số trang báo cũng đưa tin về việc một hệ thống radar Nebo U khác của Nga ở vùng Belgorod bị phá hủy vào một ngày không xác định. Hệ thống radar tầm xa Nebo U có khả năng theo dõi không phận sâu 700 km vào lãnh thổ Ukraine. Nebo U của Nga là phiên bản hiện đại hóa của radar Nebo từ thời Liên Xô được dùng để phát hiện, đo tọa độ và theo dõi các mục tiêu trên không thuộc nhiều loại khác nhau, từ máy bay đến tên lửa hành trình và tên lửa dẫn đường, tên lửa đạn đạo và tên lửa tàng hình. Hệ thống Nebou bị phá hủy có nghĩa là lực lượng Nga sẽ gặp khó khăn khá lớn trong việc phát hiện các mục tiêu trên không của Ukraine ở khu vực gần biên giới Nga. Một nguồn tin giấu tên nói với Kyiv Post rằng, việc hệ thống radar của Nga bị vô hiệu hóa sẽ hỗ trợ quân đội của chúng tôi tiến hành trinh sát, phóng UAV và tận dụng tốt hơn lực lượng không quân quân sự trong khu vực này. Tiết lộ này cho thấy, Nebu trở thành mục tiêu tập kích khi nó ngán đường các lực lượng Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng UAV. Và thời gian tới, rất có thể người Nga sẽ đón nhận những đợt không kích bằng UAV tầm xa cường độ cao hơn đáng kể từ phía người Ukraine. Ukraine thường xuyên thông báo họ đã nhắm vào các hệ thống Sada của Nga. Quân đội Ukraine cho biết họ đã tấn công vào hệ thống Sada Nebo vào tháng 9 năm 2023 và sau đó là tháng 11. Ông Black trợ lý giám đốc nhóm nghiên cứu quốc phòng và an ninh tại chi nhánh của tổ chức TRANS ở châu Âu cho biết rằng có một số lượng đáng kể các báo cáo vào mùa thu năm 2023 nêu rõ các cuộc tấn công của Ukraine vào các hệ thống Sada của Nga. Ivan Stupak, cựu nhân viên cơ quan an ninh Ukraine, nói với báo Newsweek vào thời điểm đó rằng việc tiêu diệt thành công các hệ thống radar của Nga là ưu tiên hàng đầu của Kyiv. Vào giữa tháng 2 năm nay, cơ quan tình báo quân sự Ukraine CUR cho biết họ đã phá hủy một trọng radar Kasta 2E2 của Nga gần biên giới. CUR nói rằng hệ thống này có thể phát hiện các mục tiêu của Ukraine ở khoảng cách lên tới 150 km. Ukraine nâng cấp tên lửa chống hạm Neptune với tầm bắn lên tới 1.000 km. Theo trang Newsweek, Ukraine tăng cường sản xuất số lượng tên lửa Neptune gấp 10 lần trong năm nay, đồng thời sẽ tăng tầm bắn của loại tên lửa nổi địa này lên tới 1.000 km. Jen Harman, Mara Rosman và Roger Zakham, thành viên Ủy ban Chiến lược Quốc phòng của Quốc hội Hoa Kỳ cho biết, Ukraine sẽ tăng gấp 10 lần số lượng tên lửa Neptune mà nước này đang sản xuất vào năm 2024. Ba vị chuyên gia cho biết trong một bài báo đăng trên Real Clear Politics rằng, trong năm tới, Neptune sẽ tăng tầm bắn lên tới 1.000 km, mở đường cho việc tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong nước Nga. Tên lửa Neptune của Ukraine đã gây tiếng vang khi đánh chìm xoáy hạm Moscow của hạm đội biển đen của Nga vào tháng 4 năm 2022. Neptune được phát triển dựa trên tên lửa chống hạm hành trình cận âm KH-35 của Nga và được so sánh có sức tàn phá tương đương với tên lửa Harpoon của quân đội Mỹ. Việc tăng cường sản xuất các hỏa tiễn tầm xa sẽ giúp cải thiện khả năng tấn công của Ukraine vào các mục tiêu quan trọng sâu bên trong nội địa của Nga. Kyiv đã nhận được tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không Storm Shadow và Scarp từ Anh và Pháp, cũng như ATACMS của Mỹ. Nhưng những tên lửa này rất khan hiếm và bị giới hạn khi Ukraine không thể sử dụng chúng để tập kích các mục tiêu bên trong biên giới Nga, đáp trả các đoàn tấn công tương tự của Moscow. Một tài khoản tình báo nguồn mở đăng trên Twitter nhận xét, Ukraine càng có thêm nhiều tên lửa Neptune thì họ càng có thể bắn trúng tàu Nga ở khoảng cách xa hơn. Người phát ngôn của Hải quân Ukraine, ông Dmytro Pletenchuk cho biết vào cuối tháng 3 rằng Kyiv đã dùng tên lửa Neptune để tấn công tàu Konstantin Oshansky, một tàu đổ bộ cũ của Ukraine bị Nga chiếm khi Moscow sắp nhập Crimea. Kyiv cũng đã giới thiệu một phiên bản tấn công trên bộ của tên lửa Neptune. Ông Oleksiy Danilov, cựu thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine cho biết, một tên lửa mới hoàn toàn hiện đại đã hoạt động hoàn hảo để hạ gục hệ thống phòng không của Nga ở phía tây Crimea vào cuối tháng 8 năm 2023. Có thể đề cập đến vụ tập kích hệ thống phòng không S-400 của Moscow đặt trên mũi đất cực Tây Takhankut của bán đảo Crimea. Một quan chức quốc phòng Ukraine giấu tên nói với The Warzone vào thời điểm đó rằng Ukraine đã sử dụng phiên bản cải tiến của tên lửa Neptune. Chỉ huy Ukraine cho biết, Nga mất tới 70% trang thiết bị sau cuộc tấn công vào Chasipia. Ông Yuri Fedorenko, chỉ huy tiểu đoàn Asin thuộc lữ đoàn tấn công chuyên biệt số 92, nói trên đài phát thanh Ukraine rằng, trong cuộc tấn công vào thị trấn Chasipya ở tỉnh Donetsk, các lực lượng Nga đang mất từ 50-70% đến 70 thiết bị quân sự của họ. Trước đó, ông Oleksandr Sersky, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Nga đang tập trung nỗ lực ở phía Tây Bakhmut để chiếm thị trấn Chasipya trước ngày 9 tháng 5, nhằm kiểm soát kênh đào chiến lược Siversky-Donetsk-Donbass. -Donetsk theo ông Fedorenko, dù phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược, nhưng lực lượng Ukraine vẫn đang giữ vững vị trí của mình một cách hiệu quả ở khu vực Chasiv Yar, nơi Nga không đạt được lợi ích chiến thuật nào trong 24 giờ qua. Chỉ huy Yuri Fedorenko lưu ý rằng Chasiv Yar có tầm quan trọng chiến lược. Nếu khu vực này bị chiếm, nó sẽ cho phép quân Nga nắm quyền kiểm soát các thị trấn Kostiantynivka, Rukivka và một phần của thành phố Kramatorsk. Tuy nhiên, ông Fedorenko cho biết, những mục tiêu này vẫn chưa được thực hiện khi lực lượng phòng thủ Ukraine tiếp tục đẩy lùi đối phương một cách hiệu quả vì người Nga thường mất 50-70% trang thiết bị trong các cuộc tấn công. Ông cũng nói thêm, lượng đạn để cung cấp cho chúng ta thật sự quan trọng. Với một trong những phát bắn của chúng ta, đối phương có thể đáp trả bằng 6-7 phát đạn. Nhưng lực lượng phòng vệ của chúng ta đã sử dụng mọi thiết bị mà họ có để tấn công đối phương một cách hiệu quả. Bloomberg cho biết Nga không có khả năng tấn công khả kiếp nếu không huy động thêm quân. Báo Bloomberg ngày 16 tháng 4 đưa tin, các quan chức phương Tây cho rằng Nga không có khả năng tiến hành một cuộc tấn công mới vào khả kiếp mà không có sự bổ sung lớn về quân đội. Gần đây, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, bằng tên lửa, bom lượng và UAV, phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng và giết hại dân thường lực lượng Nga đã thất bại trong việc chiếm Kharkiv trong những tuần đầu tiên của cuộc xâm lược toàn diện, mặc dù thành phố này nằm cách biên giới Nga chưa đầy 30 km. Vào cuối tháng 3, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết một cuộc tấn công lớn khác của Nga có thể diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc tháng 6. Tờ Financial Times của Anh sau đó đưa tin vào ngày 13 tháng 4 rằng Nga có thể lên kế hoạch tấn công Kharkiv như một phần của cuộc tấn công rộng hơn. Tổng thống Zelensky đã ra lệnh rằng Kharkiv phải được bảo vệ. Tình báo quân sự Ukraine hồi đầu tháng 4 cho biết tin tức về một cuộc tấn công tiêm tàng nhằm vào Kharkiv là một phần trong hoạt động tâm lý của Nga, đồng thời nói thêm rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow đang chuẩn bị các đội hình tấn công mới vào khu vực. Bloomberg dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết, Nga có thể đang thiếu nhân lực và nước này đang nỗ lực phối hợp để cắt nguồn cung cấp cho Kharkiv để biến thành phố này thành nơi không thể ở được. Bloomberg viết, Nga sẽ gây thiệt hại đủ lớn và các cuộc tấn công diễn ra không ngừng nghỉ, đến mức chính quyền sẽ phải vật lộn để khôi phục năng lượng trước được giá lạnh vào mùa đông tới. Thị trưởng Kharkiv Ihor Terekhov hồi đầu tháng 4 cho biết, cần hơn 10 tỷ đô la Mỹ để xây dựng lại mọi thứ mà lực lượng Nga đã làm hư hại và phá hủy ở thành phố này. Nhà Trắng sẵn sàng xem xét các dự luật tài trợ, đặc biệt là cho Ukraine Chính quyền của Tổng thống Biden sẵn sàng xem xét bốn dự luật riêng biệt, trong đó có viện trợ cho Ukraine, theo đề xuất của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson. Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết trong cuộc họp giao ban vào ngày 16 tháng 4, Chúng tôi không ủng hộ một dự luật riêng chỉ tài trợ cho Israel vì Ukraine cũng cần đạn dược điều quan trọng là hạ viện phải đạt được tiến bộ trong tuần này để chúng ta có thể giúp đỡ israel ukraine và khu vực châu á thái bình dương về chi tiết chúng ta chờ xem chủ tịch hạ viện sẽ đưa ra những gì điều quan trọng là các đồng minh của chúng tôi ukraine và israel cần nhận được sự hỗ trợ an ninh cần thiết càng sớm càng tốt theo ông Kirby, trước khi Nhà Trắng có thể ủng hộ sáng kiến mới, các quan chức cần nắm được toàn bộ nội dung của tất cả các dự luật. Tuy nhiên, nhìn chung, đề xuất của ông Johnson có thể cho phép Washington cung cấp viện trợ rất cần thiết cho Ukraine, Israel và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào thời điểm quan trọng như hiện nay. Ông Kirby nói thêm, Tổng thống đã rất kiên quyết rằng chúng ta cần phê duyệt khoản tài trợ an ninh quốc gia bổ sung này càng sớm càng tốt. Vì vậy, chúng ta cần thấy sự thay đổi ở Hạ viện trong tuần này. Đây có thể được xem là một sự nhượng bộ từ chính quyền ông Joe Biden đến hảo viện cho đảng Cộng hòa lãnh đạo. Liên minh UAV do Latvia dẫn đầu sắp giao lô hàng đầu tiên cho Ukraine Thủ tướng Latvia Evika Silina nói với các phóng viên vào ngày 16 tháng 4 rằng Riga sẽ giao lô UAV đầu tiên của mình cho Ukraine trong khuôn khổ liên minh UAV do Latvia dẫn đầu. Đầu tháng này, ông Silina cho biết rằng Riga sẽ sớm cung cấp lô UAV trị giá 1 triệu euro cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine và Latvia trong năm nay đã thông báo rằng Latvia sẽ dẫn đầu một liên minh gồm có hơn 20 quốc gia để gửi hàng ngàn UAV cho Kyiv. Liên minh do Vương quốc Anh và Latvia đồng lãnh đạo, bao gồm các thành viên Đức, Canada, Hà Lan, Litva, Thụy Điển, Estonia và Đan Mạch. Latvia có kế hoạch phân bổ ít nhất 10 triệu euro mỗi năm để phát triển liên minh UAV. Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo rằng Đức, Hà Lan và Canada đã đồng ý cung cấp UAV cho Ukraine, trong khi Litva sẽ phân bổ kinh phí bổ sung cho việc sản xuất UAV gốc nhìn thứ nhất FPV. Ukraine cũng đang nỗ lực tăng quy mô sản xuất trong nước, hướng tới sản xuất 2 triệu UAV vào năm 2024. Tổng thống Zelensky ký ban hành luật huy động quân mới. Theo trang web của Quốc hội Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 16 tháng 4 đã ký ban hành luật sửa đổi các quy tắc huy động quân đội. Trong bối cảnh, chính quyền Kyiv đang tìm cách giải quyết tình trạng thiếu binh lính trầm trọng trong cuộc chiến chống lại Nga. Đạo luật mới được Tổng thống Zelensky ký sẽ có hiệu lực một tháng sau khi được công bố chính thức. Theo luật này, Nam giới bắt buộc phải cập nhật thông tin quân dịch của mình với chính quyền. Chính quyền Ukraine sẽ tăng cường hỗ trợ cho những người tình nguyện và bổ sung hình phạt mới cho hành vi trốn quân dịch. Luật cũng loại bỏ quy định cho binh sĩ giải ngũ sau 36 tháng phục vụ trong quân đội, bao gồm 18 tháng ở tiền tuyến. Luật giảm độ tuổi động viên từ 27 xuống 25, người thuộc diện tàn tật sau ngày 24 tháng 2 năm 2022, trừ binh sĩ, sẽ phải kiểm tra y tế lại để đánh giá mức độ thích hợp phục vụ trong quân đội. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu binh sĩ có thể được huy động theo các điều khoản mới. Các nhà phân tích bày tỏ lo ngại rằng luật này sẽ không đủ hiệu quả trong việc giải quyết những khó khăn mà Ukraine đang phải đối mặt. Đạo luật được ký vào ngày 16 tháng 4 cũng thiếu các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với việc trốn tránh quân dịch. Trước đó, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật vào ngày 11 tháng 4 sau nhiều tháng tranh luận với tổng cộng 4.296 lần sửa đổi, nhận được sự ủng hộ của 283 nghị sĩ trên tổng số 450 thành viên quốc hội và đến đây phần cập nhật quân sự cũng xin được khép lại cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hằng lâm xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào buổi tối với phần cập nhật thế giới một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại quý vị